Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo LG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của đấu phá thứ không phần 5 tập 137. Trước cảnh tượng này, Địa Khôi đang chịu đựng ngũ sắc đan lôi đầy uy lực từ trên cao đánh xuống. Tương Luân xét mạnh mẽ không ngừng đánh vào thân thể của nó. Thay vì bị phá hủy, Địa Khôi lại dần trở nên rực rỡ hơn, lớp da bạc lóe sáng, vết lõm ở trên ngực từ từ đầy lên và từng vết rách bắt đầu liền lại. Điều này khiến cho những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc, trong đó có cả Mộ Cốt lão nhân. Mộ Cốt lão nhân trong lòng đầy hối tiếc và tức tối, không ngờ rằng Địa Khôi lại có khả năng hấp thu được lôi đình lực lượng, giúp nó tự hồi phục và cường hóa. Thứ khôi lỗi tưởng chừng như đã tàn phế này lại trở nên mạnh mẽ hơn, khiến ý đồ chiếm đoạt chiến thắng của hắn gặp phải rào cản lớn. Ở bên ngoài, các cao nhân như là Huyền Không Tử cùng với Mỹ Phụ và lão già Giang Ngâm cũng đã không dấn nổi vào niềm vui, cảm thấy Tiêu Viêm đã mang lại cho đan tháp một nhân tình mới. Nếu không có Địa Khôi, phần thắng có lẽ đã thuộc về Mộ Cốt lão nhân và danh tiếng của đan tháp sẽ bị đả kích nặng nề. Đối với Tiêu Viêm, khoảng khắc này như là một niềm hy vọng lớn lao, trong mắt của hắn lấp lánh niềm tin, mong muốn Địa Khôi sẽ tiến hóa lên cảnh giới Thiên Yêu Khôi với sức mạnh ngang tầm đấu tôn. Mỗi tia lôi đình đang đánh xuống là một bước đẩy nó đến gần hơn mục tiêu ấy. Cảm giác hồi hộp và kích động lan tỏa trong lòng của hắn. Bởi nếu Địa Khôi thành công tiến hóa, hắn sẽ có được một lực lượng đáng sợ, có thể vượt qua bất kỳ kẻ địch nào trong trận chiến khốc liệt này. Tiếng nguyền nghình vang lên khắp chân trời khi mà những tia sét từ ngũ sắc đan lôi tiếp tục giáng xuống, như là một cơn thịnh nộ của thiên nhiên nhắm vào Địa Khôi. Mỗi luồng sét rực rỡ cuộn quanh thân thể của nó, biến thành vô số điện xà len lỏi vào da thịt, tăng cường cơ bắp và cốt cách đã khô héo của Địa Khôi, làm nó tỏa ra luồng ánh sáng huyền diệu như là một lôi thần đứng giữa không trung. Phạm vi xung quanh nó đầy rẫy lôi quang, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không khỏi rùng mình vì uy áp đáng sợ ấy. Dưới đất, Tiêu Viêm đứng lặng im ngạo nghệ quan sát Địa Khôi, hài lòng khi mà thấy nó đón đỡ từng đợt đan lôi mà không chịu chút thương tổn nào. Ngược lại, mỗi tia sét dường như đang củng cố thân thể của Địa Khôi, làm ánh bạc trên da của nó thoáng hiện kim quang nhạt. Trong lòng của Tiêu Viêm dâng lên niềm vui, bởi kim quang đó chỉ là dấu hiệu cho thấy Địa Khôi đang tiến hóa. Dù con đường đến cảnh giới Thiên Yêu Khôi vẫn còn xa, bỗng nhiên tầng mây ngũ sắc lôi vân ở trên cao xoay chuyển dữ dội, như thể đang phẫn nộ khi mà thấy những đợt sét của mình bị Địa Khôi hấp thu một cách dễ dàng. Lực hút mạnh mẽ bùng phát từ bên trong lôi vân, hút những mảnh mây sét xung quanh lại gần. Trong lòng nghĩ đây là một cơ hội trời cho, nhìn tầng lôi vân đang tụ lại và dần hình thành uy lực đáng sợ hơn bao giờ hết, hắn nhủ thầm rằng ông trời đang giúp mình đoạt lấy chiến thắng. Trong khi đó, trên bầu trời, ngũ sắc lôi vân càng ngày càng lớn, tích tụ vô số điện lực, tạo thành một cảnh tượng kinh hồn. Ngay cả những cao nhân như là Huyền Không Tử và Mỹ Phụ cũng phải lo lắng trước nguy cơ đan lôi đánh xuống có thể gây tổn thất lớn. Tuy nhiên, khi mà nhìn sang Tiêu Viêm, họ thấy hắn ngẩng đầu nhìn đám lôi vân với nét mặt tràn đầy hưng phấn, không chút sợ hãi. Ánh mắt hừng hực của Tiêu Viêm không chút nào núng, như thể chính hắn cũng đang chờ đợi ngũ sắc đan lôi mạnh mẽ nhất này giáng xuống Địa Khôi, một thử thách cuối cùng để khai mở tiềm năng của khối lỗi và cũng là cơ hội để nó tiến lên đỉnh cao Thiên Yêu Khôi. Cảnh tượng lôi vân ngưng tụ và chút xuống từng đợt sấm sét kinh hoàng làm mọi người không khỏi kinh ngạc. Dù là Huyền Công Tử cũng không khỏi nín thở khi mà chứng kiến. Cuối cùng thì ông chỉ biết cười khổ, nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp năng lực và sự chuẩn bị của Tiêu Viêm. Khi lôi uy ngày càng lớn mạnh, đấu khí ở trong cơ thể mọi người đều bị kiềm hãm, không ai có thể làm gì khác ngoài nhìn lên trên trận chiến không tưởng. Tiếng sấm sét vang rồi, những tia sét dữ dội ồ ạt tuôn ra từ tầng mây dày đặc, dội xuống Địa Khôi như là một trận bão không dứt. Lực phá hoại của lôi vân cực kỳ là đáng sợ, ngay cả không gian xung quanh cũng nứt vỡ. Mỗi cú giáng như là chọc thủng từng màng không gian đen ngòm. Thân thể của Địa Khôi chịu đựng từng tia sét ấy, phát ra những âm thanh thanh thúy như là kim loại chạm vào nhau. Nó càng đánh càng mạnh mẽ, kim quang ở trên cơ thể dần hiện rõ, báo hiệu một sự đột phá đang đến gần. Tiêu Viêm đứng từ xa nhìn những tia sét tàn phá thân thể của Địa Khôi mà lại mỉm cười mãn nguyện. Trong mắt của hắn, từng đợt sét ấy chẳng khác gì đang rèn luyện cho Địa Khôi trở nên hoàn mỹ. Theo thời gian, lớp da bạc của Địa Khôi dần chuyển sang kim sắc, khi mà đợt sấm sét cuối cùng cũng yếu dần vào lôi vân chậm chậm tàn đi, mọi người mới có thể thở phào. Không gian bừng sáng dưới ánh mặt trời và toàn thân Địa Khôi lúc này đã chuyển thành màu vàng lấp lánh. Lúc ấy, Địa Khôi bước ra xuất hiện trước Tiêu Viêm như là một hộ vệ trung thành, bộ dáng uy mãnh và oai hùng khiến ai cũng phải khiếp sợ. Tiêu Viêm đưa tay chạm vào lớp da màu vàng mới của nó, cảm thấy sự mềm mại thay thế cho độ cứng ban đầu. Thử nghiệm một nhát dao lửa trên tay Địa Khôi, hắn kinh ngạc khi mà thấy chỉ một vệt hằn nhỏ thoáng hiện rồi biến mất ngay sau đó. Độ phòng ngự của Thiên Yêu Khôi giờ đã vượt xa tất cả những gì hắn mong đợi. Nhìn vào Thiên Yêu Khôi, Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy mãn nguyện. Sau 3 năm luyện chế và bồi dưỡng, giờ đây hắn đã sở hữu một con bài chưa lật cực kỳ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Lần đan hội này thu hoạch đã vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Với lôi vân tàn đi và ánh nắng ấm áp chiếu rọi trở lại quảng trường, không ít người cảm thấy như vừa được tái sinh sau một cơn ác mộng. Khi mà ánh mắt của toàn trường cùng hướng về phía Huyền Không Tử ở trên đài cao, ai nấy đều hiểu rằng đan hội giờ đây đã chính thức kết thúc. Tiếp theo sẽ là khoảng khắc công bố kết quả mà tất cả đang chờ đợi. Dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, Huyền Công Tử chậm rãi bước lên trước và tuyên bố giờ khắc quan trọng đã đến. Những tuyển thủ cuối cùng sau khoảng khắc ngập ngừng lần lượt lấy ra đan dược của mình, hương thơm từ đan dược tỏa ra khắp khu vực, thu hút ánh nhìn của mọi người. Dù trong số đó có những viên thất phẩm đan dược rực rỡ,
Thứ thật sự chiếm trọn sự chú ý chỉ là 5 viên bát phẩm đan dược tràn ngập linh vụ, mỗi viên mang theo linh tính riêng biệt, chứng minh đẳng cấp vượt trội. Trong số 5 viên bát phẩm đan dược ấy, đan dược của Tào Dĩnh và đan thần chỉ mơ hồ tỏa ra linh vụ yếu ớt, thế nhưng đủ để ngưng tụ thành hình dáng mơ hồ của một con hồ ly và một con thỏ. Tuy nhiên, sự thu hút thật sự nằm ở 3 viên đan dược còn lại. Đan dược của Thanh Hòa lão quái ngưng tụ thành một con gấu lớn, mạnh mẽ nhưng không tranh đấu, chấp nhận vị trí của mình vì nó biết rằng không thể nào đấu lại 2 viên đan dược hùng mạnh khác. Trong 2 viên ấy, đan dược của một cột lão nhân đưa tới tứ sắc đan lôi, ngưng tụ thành một con hổ dữ tợn không ngừng gầm gừ, tỏ vẻ không cam lòng trước sinh cốt dung huyết đan của Tiêu Viêm. Thế nhưng ngay khi con hổ còn chưa kịp tỏ uy phong, linh khí từ đan dược của Tiêu Viêm đã biến thành một con rồng nhỏ, quất mạnh con hổ của một cột lão nhân khiến nó phải rút lui trong thảm bại. Viên đan dược của Tiêu Viêm trải qua ngũ sắc đan lôi, vượt xa những đối thủ khác về mọi mặt, khi mà những viên đan dược khác dần bị áp đảo. Một bảng xếp hạng hình kim tự tháp hiện ra, trên đỉnh tháp viên đan dược của Tiêu Viêm với linh khí hóa rồng ngạo nghễ ngẩng đầu thét dài, tỏa sáng rực rỡ như là ánh mặt trời, chứng tỏ sức mạnh tinh thần ở bên trong. Huyền Không Tử mỉm cười và dõng dạc tuyên bố, đan dược lấy linh tính vi tôn, chủ nhân của viên đan dược này chỉ là quán quân của đan hội lần này, Tiêu Viêm. Lời tuyên bố ngắn gọn thế nhưng đầy sức nặng của Huyền Không Tử khiến toàn trường bùng nổ. Tiếng hoan hô vang dội nhưng ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và phấn khích hướng về Tiêu Viêm, người đã một mình đối mặt với đan lôi đáng sợ và chiến thắng vẻ vang. Sự kiện này đã khắc sâu dấu ấn về một anh hùng, người đã vượt qua mọi nghịch cảnh với lòng can đảm và tài năng tuyệt đỉnh. Ở trên bãi đá, Tiêu Viêm nhìn xuống quảng trường ngập tràn niềm hân hoan, khẽ mỉm cười, ánh mắt của anh hướng về phía chân trời xa xăm, trong lòng thầm nhủ, lão sư đệ tử cũng không làm người mất mặt. Mấy người Tào Dĩnh cũng hâm mộ nhìn Tiêu Viêm được vạn chúng chú mục, không thể nghi ngờ giờ hắn chính là nhân vật chính của mảnh đất này. Quán quân đại hội là một loại tượng trưng trên con đường trưởng thành của một vị đỉnh cường giả, vì các đời quán quân của đan hội đều là những người đứng đầu đại lục. Điều này đủ để mọi người có thể nhìn ra được người thanh niên cao gầy kia có được tiềm lực lớn đến mức nào. Tống Thanh sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong mắt có ghen tị thế nhưng càng nhiều lại là một loại cảm giác vô lực. Những biểu hiện của Tiêu Viêm đủ để hắn sinh ra một cảm giác thất bại, ngay cả ý niệm xua đuổi nó đi cũng không ngóc lên nổi. Tiêu Viêm đứng ở trên bãi đá cảm nhận niềm vinh quang sau khi giành chiến thắng đan hội, một cuộc thi danh giá của các luyện dược sư. Anh khẽ lẩm bẩm rằng mình đã không làm phụ lòng lão sư của chính mình. Trên quảng trường, tất cả ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ xuồn về Tiêu Viêm, người thanh niên cao gầy vừa chứng tỏ tiềm năng mạnh mẽ trên con đường trở thành cường giả hàng đầu của đại lục. Nhiều người như là Tào Dĩnh và Tống Thanh dõi theo với sự ngưỡng mộ xen lẫn là ghen tị, đặc biệt là một cột lão nhân, một đối thủ nặng ký trong đoàn hội, tức giận vì mất chức quán quân vào tay của Tiêu Viêm. Tuy nhiên, mộ cốt lão nhân không còn cách nào lấy lại danh sự đã mất, và trong cơn giận lão thề sẽ trả thù Tiêu Viêm. Đáp lại sự đe dọa này, Tiêu Viêm điềm tĩnh thậm chí lạnh lùng, với Thiên Yêu Khôi mới thiên hóa của một đồng đội là Tiểu Tiên và Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Viêm hoàn toàn tự tin đối phó với mộ cốt lão nhân. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay, các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo thì gì, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.